Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học toán lớp 6 trên trang olm.vn Bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một nội dung về hình học trong chương trình lớp 6 Trước tiên các em hãy quan sát cho thầy một số các công trình kiến trúc Ở cả ba công trình kiến trúc này các em đều thấy được sự cân đối và hài hòa ở trong thiết kế và xây dựng Nó tạo nên vẻ đẹp tính thẩm mỹ cho các công trình không chỉ xuất hiện ở trong xây dựng, trong kiến trúc, mà trong việc chụp ảnh để có một bức ảnh đẹp thì chúng ta cần có một bố cục. Và thông thường, người ta sử dụng tính đối xứng để tạo ra những bức ảnh nghệ thuật như thế. Và trong chương năm này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tính đối xứng của hình phẳng ở trong tự nhiên. Với bài đầu tiên, về các hình có trục đối xứng. Trước khi tìm hiểu hình có trục đối xứng là gì thì các em quan sát vào các hình sau. Đầu tiên với hai cánh bướm, khi mà hai cánh bướm này gập đôi lại thì cánh bướm sẽ gập đôi theo đường nét đứt này. Chúng ta có hai phần, phần cánh bên trái và phần cánh bên phải. Khi gập đôi lại thì hai phần này sẽ chồng lên nhau. Tương tự như thế, với đường tròn chúng ta gập theo đường nét đứt đi qua tâm. Khi đó, phần bên trên và phần bên dưới này cũng sẽ chồng khít lên nhau. Như vậy, ở cả hai hình ảnh này, khi mà gập đôi theo một đường nhất định thì hai phần sẽ chồng khít lên nhau. Khi đó, chúng ta gọi những hình này là những hình có trục đối xứng. Trong thực tế sẽ còn rất nhiều những hình khác, ví dụ như chiếc logo này, biển báo giao thông, cánh bướm hay phong thư. Các hình này đều có một đặc điểm chung. Có một đường thẳng D chia hình thành hai phần. Khi đó, nếu ta gấp các hình đó theo đường thẳng D thì hai phần sẽ chồng khít lên nhau. Các hình như thế ta gọi là hình có trục đối xứng. Và đường thẳng D này, người ta gọi là trục đối xứng của các hình đó. Ví dụ các em đang quan sát ở bốn hình này, mỗi đường thẳng D chia mỗi hình thành hai phần và nếu ta gấp hình đó theo đường thẳng D thì hai phần sẽ chồng khít lên nhau. Bốn hình ảnh này cũng là bốn ví dụ về hình có trục đối xứng ở trong thực tế. Ngoài ra, các em vận dụng điều này và trả lời cho thầy câu hỏi sau đây. Những hình nào sau đây sẽ có trục đối xứng. Trước khi xác định trục đối xứng và kiểm tra tính đối xứng của hình, thì chúng ta sẽ quan sát xem những hình ảnh đó có hài hòa và cân đối hay không. Cả bốn hình ảnh này đều có một sự cân đối và hài hòa, và nếu chúng ta gấp các hình đó theo các trục mà các em đang quan sát ở đây, ba hình đầu là ba đường thẳng đứng và hình ảnh cuối cùng là một đường chéo màu đỏ như thế này. Thì các đường thẳng đó chia mỗi hình thành hai phần. Khi gấp lại, hai phần đó sẽ chồng khít lên nhau. Do đó, cả bốn hình này đều là các hình có trục đối xứng. Và trên đây là các ví dụ về hình có trục đối xứng ở trong thực tế. Ngoài ra, các em có thể kể ra rất nhiều những ví dụ khác về các hình có hoặc không có trục đối xứng. Và ở trong toán học thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem những hình phẳng nào sẽ có trục đối xứng và không có trục đối xứng. Trước tiên, với hình tròn, thầy có một tờ giấy hình tròn với một tâm ở giữa như thế này. Các em gấp đôi tờ giấy sao cho hai phần sẽ chồng khít lên nhau. Ví dụ, thầy sẽ gấp đôi tờ giấy như thế này. Sau đó chúng ta sẽ mở tờ giấy ra và các em quan sát được một nét gấp mà thầy minh họa bằng đường nét đứt ở đây. Đường nét đứt này chính là trục đối xứng của hình tròn bởi vì đường thẳng đó chia hình tròn thành hai phần và khi ta gấp lại, hai phần đó chồng khít lên nhau. Khi đó, đường thẳng đi qua tâm là một trục đối xứng của hình tròn. Mà chúng ta có rất nhiều đường thẳng đi qua tâm của hình tròn, do đó tổng quát lên là mỗi đường thẳng đi qua tâm đều là một trục đối xứng của hình tròn đó. Tương tự như vậy, Ken kiểm tra xem cho thầy, chúng ta có những cách nào để gấp đôi tờ giấy hình thoi sao cho hai phần chồng khít lên nhau. Sau đó chúng ta sẽ mở tờ giấy ra và các em quan sát được một nét gấp mà thầy minh họa bằng đường nét đứt ở đây. Và các em nhận xét cho thầy, nét gấp đó hay có đặc điểm gì so với tờ giấy hình thoi mà chúng ta có ban đầu? Đường nét đứt này cũng trùng với đường chéo của hình thoi và ta có một kết luận, đường chéo của hình thoi là một trục đối xứng của hình thoi đó. Vậy các em kiểm tra xem đường chéo còn lại của hình thoi có phải là trục đối xứng của hình thoi này không nhé? Chính xác, như vậy tổng quát lên thì mỗi đường chéo sẽ là một trục đối xứng của hình thoi đã cho. Đó là hình tròn và hình thoi. Tiếp theo với hình chữ nhật, với ba tờ giấy hình chữ nhật giống hệt nhau như thế này, với ba đường màu trắng các em quan sát được ở đây, chia mỗi tờ giấy thành hai phần nếu ta gấp tờ giấy theo các đường màu trắng đó thì tờ giấy thứ nhất, tờ giấy thứ hai hay tờ giấy thứ ba sẽ có hai phần chồng khít lên nhau. Chỉ có tờ giấy thứ nhất và tờ giấy thứ hai sẽ có hai phần chồng khít lên nhau, còn tờ giấy thứ ba thì hai phần gấp lại sẽ như thế này, chúng không chồng khít lên nhau. Do đó, hai đường thẳng này chính là các trục đối xứng của hình chữ nhật và đặc điểm chung của hai đường này thì đó đều là các đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện. Như vậy, mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật. Và trên đây là trục đối xứng của hình tròn, hình thoi và hình chữ nhật. Tương tự như các hình này, các em cũng có thể xét cho các hình phẳng khác. Ví dụ, thầy có câu hỏi sau đây, tìm trục đối xứng của các hình hình vuông tâm giác đều và đoạn thẳng AB. Đầu tiên là với hình vuông thì thầy có bốn hình vuông giống nhau như thế này. Tương ứng với mỗi hình là bốn đường màu vàng. Bốn đường này chia mỗi hình vuông thành hai phần và nếu gấp hình vuông theo đường thẳng đó thì hai phần của hình vuông có trùng khít lên nhau hay không? Khi đó hai phần của mỗi hình vuông sẽ trùng khít lên nhau bốn đường thẳng này cũng chính là bốn trục đối xứng của hình vuông. Hình vuông có bốn trục đối xứng, các em đang quan sát được ở đây. Tương tự như thế, với tam giác đều, các em cho thể biết một trục đối xứng của tam giác đều sẽ là đường thẳng nào trong hai đường thẳng sau đây nhé. Với hai hình ảnh này thì chỉ có hình ảnh đầu tiên là đường thẳng chia tam giác đều thành hai phần. Khi gặp đôi lại hai phần đó chồng khít lên nhau, còn hình thứ hai thì hai phần gặp lại sẽ không trồng khít. Do đó, những đường thẳng mà đi qua đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện của tam giác đều sẽ là trục đối xứng của tam giác đều. Mà tam giác đều thì có 3 đỉnh, vậy các em có thể dự đoán mỗi tam giác đều sẽ có bao nhiêu trục đối xứng. Chúng ta sẽ có 3 trục đối xứng cho các tam giác đều. Còn với đoạn thẳng, khi mà gấp đôi đoạn thẳng này, điểm A trồng khít vào điểm B, khi mà trục đối xứng đó sẽ đi qua trung điểm của AB và vuông góc với AB. Do đó đoạn thẳng của chúng ta sẽ có một trục đối xứng. Như vậy một hình có thể có một, có hai hoặc là có nhiều trục đối xứng. Và tặc đi tới một nhận xét: một hình có thể có nhiều trục đối xứng. Ví dụ như hình vuông là bốn trục đối xứng, tam giác đều là ba trục đối xứng, đoạn thẳng là một trục đối xứng nhận xét này cũng kết thúc cho nội dung bài học của chúng ta thầy cảm ơn sự theo dõi của các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên olm vn